Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Các ngân hàng đẩy mạnh cho vay qua kênh số. Giá xăng dự báo tăng mạnh trong phiên điều chỉnh thứ 5 ngày 21 tháng 3. Thanh Hóa phát triển hệ thống bán lẻ khu vực nông thôn. Sau đây sẽ là một số thông tin về tài chính thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với chuyển đổi số, các ngân hàng đã tích cực đẩy mạnh cho vay trên kênh số. Hình thức này rút ngắn được thời gian cũng như chi phí, đem lại hiệu quả cho cả khách hàng và ngân hàng. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, có ít nhất 28 tổ chức tín dụng đã ứng dụng công nghệ vào việc cho vay. Hoạt động cho vay qua kênh số không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng và tiết kiệm chi phí cho nền kinh tế, mà còn giúp các doanh nghiệp, người dân dễ dàng hơn trong tiếp cận tín dụng. Việc giảm thiểu quy trình thủ tục giấy tờ, thời gian đi lại sẽ góp phần giảm chi phí hoạt động của các ngân hàng thương mại. Qua đó, có thể gián tiếp tạo điều kiện để ngân hàng có thể giảm được lãi suất cho vay. Đặc biệt, từ khi Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử cũng như kết nối khai thác cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia sẽ giúp các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn hiệu quả hơn. Giá cà phê trong nước ngày 19 tháng 3 tiếp tục lập mức mới, tiến sát mốc 94.000 đồng trên 1 kg. Đáng chú ý, Việt Nam đang phải tăng mạnh nhập khẩu cà phê từ Brazil để đáp ứng nhu cầu cũng như trả đơn hàng xuất khẩu. Trong khi giá cà phê tại Việt Nam đang tăng cao, thì số lượng cà phê từ Brazil nhập về Việt Nam cũng tăng hơn 6 lần trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Thời tiết diễn biến bất thường khiến các nước châu Âu phải tăng cường nhập khẩu cà phê của Brazil để đáp ứng nhu cầu cả trong nước lẫn các đơn hàng xuất khẩu. Hiện tượng El Nino gây khô hạn khốc liệt ở Đông Nam Á trong niên vụ năm nay đã làm sản lượng cà phê ở Việt Nam và Indonesia giảm đáng kể, khiến giá tăng vọt. Năm nay, cây điều mất mùa, hạt điều nhỏ, chất lượng kém hơn mọi năm. Hiện nay, giá điều chỉ còn từ 23.000 đến 24.000 đồng trên 1 kg. Trừ chi phí đầu vào, người trồng điều không có lãi. Trong khi đó, năng suất điều chỉnh đạt từ 3 đến 4 tạ hạt, giảm 50% so với cùng kỳ mọi năm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo hiện tượng sương muối đã ảnh hưởng đến quá trình ra hoa đậu quả của cây điều. Thứ hai là do một số hộ dân thiếu đầu tư chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nên dẫn đến sâu bệnh nhiều, điều đạt năng suất thấp. Do đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nên ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào vườn điều ở các giai đoạn như làm cành, tạo hoa, dưỡng hoa, nuôi quả, tích cực đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh hại và cho vườn điều phát triển tốt. Đối với diện tích kém hiệu quả năng suất thấp, chính quyền địa phương đang khuyến khích người dân trồng giống điều mới hoặc chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Theo dự báo của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước, trong phiên điều chỉnh tới, thứ Năm ngày 21 tháng 3, cùng với diễn biến tăng của giá dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng theo. Trong đó, giá xăng RON 95 và E5 RON 92 dự báo tăng khá mạnh, hơn 400 đồng trên 1 lít. Giá dầu DO dự báo tăng 250 đồng trên 1 lít. Dự báo nêu trên chưa tính đến việc Liên Bộ Công Thương, Tài chính trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tỷ giá đô la Mỹ trong nước từ ngày 19 tháng 3 năm 2024 tăng nhẹ 10 đồng ở hai chiều mua bán. Đô la Mỹ thế giới cũng tiếp tục tăng. Tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 23.994 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ. Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 đồng đến 25.143 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ. Tỷ giá đồng đô la ghi nhận động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng với mức bán ra từ 24.880 đến 25.300 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ. Sản lượng ô tô nội địa tại Việt Nam ghi nhận tháng sụt giảm thứ 3 liên tiếp. Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 2 năm 2024, ước tính có khoảng 15.900 ô tô xuất xưởng từ các dây chuyền lắp ráp và sản xuất trong nước, sụt giảm gần 26,4% so với tháng 1. Lũy kế từ đầu năm, tổng sản lượng ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước ước đạt 37.500 xe các loại. Các hãng ô tô nhận định, 3 tháng đầu năm là giai đoạn nhu cầu thị trường thường ở mức thấp hơn so với các tháng khác trong năm. Đặc biệt, đầu năm 2024, nhu cầu của thị trường thấp hơn cùng kỳ những năm trước.
do khách hàng ưu tiên mua xe trong dịp cuối năm 2023 để được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Đồng thời, do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô còn khó khăn nói chung, thu nhập bị ảnh hưởng khiến khách hàng cân nhắc kỹ hơn khi chi tiền cho các mặt hàng giá trị cao như ô tô. Thưa quý vị và các bạn, đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, nhu cầu mua sắm cũng tăng. Những năm gần đây, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ như trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện ích. Qua đó, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân nông thôn và góp phần thúc đẩy sản xuất. Trước đây, phần lớn người dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân phải đi thành phố để lựa chọn hàng hóa. Song giờ đây, với 3 siêu thị lớn và hơn 3.000 cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, người dân có thể được đáp ứng hầu hết các nhu cầu hàng hóa. Các siêu thị cửa hàng phân bố khá đều ở tất cả các xã thị trấn nên thuận tiện cho người dân địa phương. Trước đây thì chúng tôi thường thường là mua sắm ở ngoài chợ, nó trôi nổi và những cái mặt hàng thì thực tế ra nói là không biết được nguồn gốc xuất xứ từ đâu. Nhưng mà từ khi mà có cái siêu thị này đến nay thì chúng tôi thấy rất yên tâm, bởi vì là vào trong này mua nó có xuất xứ và có nguồn gốc. Và thực sự ra mà nói là chúng tôi rất là vui và phấn khởi, và cũng muốn rằng là tất cả mọi cái chương trình trong cái siêu thị, cái mặt hàng trong cái siêu thị thì là chúng tôi không bao giờ phải suy nghĩ một điều gì cả khi mà mua sắm. Hệ thống siêu thị Gia Thị Thọ Xuân thì được đưa về từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Thì khi đưa về thì cái hình thức mua sắm ở siêu thị thì bà con vẫn đang còn bỡ ngỡ, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì là bà con đã có những cái xu hướng về siêu thị hơn và lựa chọn sắm hàng siêu thị hơn. Ở với siêu thị thì khi đưa về thì đã đưa hơn 25.000 mặt hàng, tức là để nằm cung ứng tất cả các thị hiếu của người dân trong địa phương. Thì đến hiện tại bây giờ thì gần như là các mặt hàng được bà con đón nhận rất là nhiệt tình và có sự tin tâm về liên quan đến các sản phẩm có xuất xứ hàng hóa, và thường xuyên được tuyên truyền của các liên đoàn, của các cơ quan nhà nước về an toàn thực phẩm, quản lý thị trường để được quan tâm và hướng dẫn để mình thực hiện đúng theo quy định pháp luật của nhà nước. Để thúc đẩy thương mại nông thôn theo hướng hiện đại, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện về đất đai, triển khai dự án để thu hút các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 27 siêu thị, hơn 60.000 cửa hàng kinh doanh thương mại, phần lớn nằm ở khu vực nông thôn. Trong đó, số lượng cửa hàng kinh doanh theo hình thức siêu thị mini, cửa hàng tiện ích tăng nhanh qua các năm. Các cửa hàng không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, có hướng tiếp cận, phân khúc bán hàng phù hợp, giúp người dân có thêm nhiều sự lựa chọn hàng hóa. Bên cạnh đó, các cửa hàng khu vực nông thôn cũng đẩy mạnh các dịch vụ đặt hàng trực tuyến, thanh toán chuyển khoản, giao hàng tận nơi cho khách hàng. 3 năm nay tôi thấy là ứng dụng trên phần mềm theo khoa học thì rất là thuận tiện và nói chung là hắn đã giúp tôi rất nhiều về công việc kinh doanh. Người dân cũng rất là nhanh chóng, tỷ lệ người dân đến mua hàng ở tại cửa hàng tạp hóa như gia đình tôi đang kinh doanh hiện nay thì tầm 95% người dân đã dùng cái công nghệ này để thanh toán qua các ngân hàng và quét mã rất là thuận tiện. Cái công tác phát triển các cái chuỗi cửa hàng dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện đã được quan tâm, được chỉ đạo rất là quyết liệt, nhất là trong cái công tác là tạo điều kiện về cái thủ tục pháp lý, hành lang pháp lý. Thứ hai là công tác tuyên truyền để cho các hộ dân nắm được cái sự phát triển đối với các dịch vụ cửa hàng, đó là một cái sự cần thiết đối với sự phát triển của xã hội. Thứ ba nữa là cũng khuyến khích và tạo điều kiện và hướng dẫn các cái cơ sở sản xuất, các cái cơ sở dịch vụ thương mại là hoạt động đúng theo các quy định của pháp luật. Sự phát triển mạnh mẽ lĩnh vực bán lẻ ở khu vực nông thôn đã đáp ứng tốt hơn thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đang dần chiếm tỷ trọng bán lẻ cao và dần là kênh mua bán hàng hóa chủ yếu của người dân nông thôn với tỷ trọng chiếm khoảng từ 65 đến 70%. Bản tin Tài chính thị trường xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.